Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình nhé. Thì chắc hẳn những cái bạn đang chơi The Mid Soccer 2020, đối với những máy cấu hình yếu nhé, hoặc là những cái máy mà các bạn đã không biết cài đặt chúng The Mid Soccer 2020 đều gặp những tình trạng giật lag và cũng như là downline thì nó ping rất là cao luôn, cho dù là mình đang ở gần cục wifi. Và cùng với chúng ta khi vào game nó rất là giật và lag này, đã offline thì nó cũng giật lag này. Thì đấy là một tình trạng chung mà hiện tại thì nhiều anh em phải gặp phải rất là nhiều luôn. Và kể cả mình, thì khi đá online cũng phải gặp những cái vấn đề như vậy. Và khi đá offline cũng giật lag bởi một chút, bởi vì máy mình cũng không phải cấu hình cao lắm, chỉ là một máy bình thường thôi. Vậy cái cách nào để chúng ta có thể khắc phục được đá online có thể là ping thấp, để đá online không bị giật và đá offline thì nó cũng không bị đơ và đồ họa thì vẫn rất là ok. Vậy làm sao để có thể chơi như thế? Thì bây giờ thì các bạn với mình sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi nhé. Thì trước khi video thì mình vẫn muốn thông báo dành cho anh em, đó là việc mua bán ảo và cây vàng trong The Mid Soccer 2020 thì hiện tại thì mình vẫn tiếp tục là thực hiện nhé, và thực hiện rất là nhiều luôn. Anh em nào muốn cây vàng cả số lượng lớn này, hay là muốn để mình tạo đội hình theo ý muốn, đội hình nào cũng được miễn là có trong game nhé, thì mình sẽ cố gắng tạo cho anh em. Đấy, hiện tại mình đang xây dựng những đội hình độc lạ cho anh em đây. Tiếp tục những cái series về xây dựng đội hình, lần này sẽ là những đội hình độc lạ anh em nhé. Ok, thì bắt đầu vào video ngày hôm nay. Thì cái vấn đề đầu tiên mình muốn khắc phục đối với cái giật đá online, đá offline bị giật lag và đơ nhé. Thì nguyên nhân đầu tiên đó là do cách cài đặt của anh em ở trong game. Đấy, bước đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần răng cưa này này. Đấy, răng cưa này này. Thì đây là những cái phần cài đặt trong game. Cái này thì mình sẽ có một video đó là hướng dẫn anh em cài đặt để trở thành cao thủ, và cài đặt để mình gọi, nói chung là để cho nó tối ưu nhất nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ không quan tâm đến những phần kia, mình sẽ quan tâm đến phần Advention này, cái răng cưa của dấu cộng này này. Đấy, thì cái việc quan tâm đầu tiên thì ở video hôm nay nhá, thì mình sẽ chia thành 3 phần hướng dẫn cài đặt đối với tự anh em. Đấy, thì cái này thì mình sẽ làm tổng hợp, bởi vì mình mới tổng hợp lại một cái cho anh em để anh em có kiến thức và để cho anh em có thể thực hiện trên máy của anh em luôn ở một video này, cho nó đỡ phải tìm kiếm nhiều anh em nhé. Ok, cái đầu tiên thì anh em sẽ bấm phần Graphic On Option này. Đây là cái chất lượng đồ họa trong game. Đó, chất lượng đồ họa trong game thì thường thường là anh em sẽ để ở chế độ này phải không? Thường thường nó sẽ ở chế độ này phải không? Đấy, ở chế độ này đó là cái đầu tiên, đó là frame rate, đây là cái độ mượt trong game nhá, độ mượt trong game. Đấy, và quality nghĩa là cái chất lượng đồ họa trong game anh em ạ. Thì thường thường là chúng ta để ở phần 60 FPS và chế độ đó là chế độ 2, nghĩa là chế độ cao trong game. Nhưng mà để anh em tránh giật lag, để anh em nào mà dùng mà không cần quan tâm đến đồ họa, đối với những máy cái yếu thì có máy thì nó sẽ không có phần này đâu, thì nó sẽ mặc định để chế độ đồ họa phù hợp với máy của anh em luôn. Có những máy nếu mà nó có chế độ đồ họa như thế này thì anh em phải cài đặt theo mình nhá. Đấy, nếu mà anh em muốn không bị lag một tí nào thì anh em có thể chọn cho mình theo cách này. Đấy, 30 FPS và chế độ đó là chế độ low. Low là chế độ này, là chế độ low này là chế độ thấp nhá, chế độ đồ họa thấp nhất trong game. Còn không thì anh em muốn nó mượt hơn một chút nhưng mà chơi thì vẫn ok, thì anh em có thể làm tăng cái độ mượt của game lên 60 FPS này thì nó vẫn rất là ok, nhưng chế độ phải là chế độ low nhá. Đấy, cái này là cái đầu tiên để anh em tránh giật lag, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái phần giật lag ở trong game. Đấy, bây giờ thì mình đây để low anh em nhé. Ok, cái này thì như vậy rồi. Bước tiếp theo để chúng ta có thể là chơi mượt trong game nữa thì cái này thì chúng ta sẽ thoát ra nhé. Đó, thì cái thứ hai là mình sẽ sử dụng một cái app, là cái app nhá. Cái app thì đầu tiên mình đã nói về những cái máy của anh em trước, còn máy Apple như của mình thì mình sẽ nói sau. Đầu tiên thì anh em lên cửa hàng Play này. Anh em hãy tìm cho mình một cái app nhá, đó là app không gian trò chơi hay là cái app tăng tốc trò chơi nhá. Đấy, không gian trò chơi đi. Đây là mình thấy một cái app này rất là ok và cũng rất là nhiều người tải, và mình cũng thấy rất là mới luôn, được đánh giá rất là nhiều sao. Đó là cái app đây,
mà cái anh em có thể chọn mình, đây không, mình không phải là PR sản phẩm nhá, không phải quảng cáo một cái app nào nhá, thì anh em để chọn cái nào mình cảm thấy là nó phù hợp với mình nhất và cái nào mà anh em cảm thấy là nó phù hợp với máy của mình nhất thì anh em chọn. À, cái này mình cũng thấy rất là ok này. À, cái này rất là ok, tăng tốc game này hoặc là không gian trò chơi nhá. Bây giờ anh em bấm phần cài đặt này, cài đặt về. Đấy, cài đặt về cho mình. Anh em cứ chọn cái nào mà nhiều người tải và đánh được đánh giá nhiều sao thì anh em chọn lấy. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cái này nó cài đặt về. Ok, đã xong rồi. Bây giờ thì anh em hãy lướt sang cho mình. Đây, chọn cái tăng tốc game này, anh em bấm vào app cho mình. Start nè. Nó đang quét và phân loại các ứng dụng của bạn. Anh em đợi một chút cho nó quét đã. Cái bước quét thì nó hơi lâu một chút anh em ạ, bởi vì nó là app mới mà. Tiếp theo nha. Bắt đầu ngay bây giờ. Đấy. Thì hiện tại thì nó gợi ý cho anh em, nó là tăng tốc cái game này luôn anh em này. Nó gợi ý luôn cho anh em này. Đấy, bây giờ thì anh em chỉ bấm vào đây. Đây, bấm vào. Và em, nếu không anh em muốn chọn những cái khác thì em bấm thêm này. Đấy, anh em có thể thêm bất cứ cái app nào mà anh em muốn tăng tốc, cái app nào mà anh em chờ cảm thấy giật lag thì anh em thêm vào. Đấy, ví dụ Liên Quân này anh em thêm vào. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào Đấm Soccer 2020 này. Cho phép truy cập này. Đấy, mở cái đây, bấm cái thanh này lên, cho phép này. Ok, như vậy bật lên là chúng ta cho phép rồi. Như vậy thì chúng ta có thể tăng tốc, chúng ta đã thêm được cái game này vào phần tăng tốc game rồi. Đấy, bây giờ anh em chơi thì rất là mượt mà luôn. Đấy, mượt mà nhá. Đây, mình lại vào lại cái app này cho anh em xem. Nếu mà anh em muốn cho cái app này ra thoát bỏ cái tăng tốc này thì anh em có thể giữ vào đây. Anh em x bỏ đi. Đấy, thì nó sẽ mất khỏi cái phần tăng tốc game này. Ok, như vậy anh em tương tự nhé, đối với các máy còn lại nhé. À, đối với các những game còn lại. Tiếp theo thì đó là cái này mình nói riêng cho phần máy Oppo của mình thôi. Dòng máy Oppo thì nó có cái phần không gian trò chơi này, là một cái phần mà mình cảm thấy nó ok nhất. Cái này do nhà phát hành của Oppo tạo ra nên nó sẽ ok nhất. Cái này nó cũng tương tự với những cái tăng tốc trò chơi ở trên CS Play hay là cả App Store. Cái này thì anh em thêm cái bình thường thôi. Đấy, anh em muốn thêm game hay là thêm app nào thì anh em muốn thêm bình thường thôi. Đấy, đó là phần đá của phần không gian trò chơi, nghĩa là chúng ta có thể tăng tốc ở game đá offline và giảm cái độ giật lag khi đá offline và khi vào game. Đấy là cái điều hai điều mình làm việc đầu tiên. Còn thứ ba mình muốn nói đến cho anh em, đó là chúng ta sẽ giảm ping á, nghĩa là chúng ta giảm cái độ ping để chúng ta thì đá online nhanh nhất. Thì ping là cái gì? Ping là cái cột sóng mà nó nằm ở góc bên phải màn hình của anh em á. Thì chúng ta sẽ để cái đấy nó, nếu mà anh em ở màu xanh thì nó sẽ là đá rất là mượt mà. Còn làm sao nó sẽ chuyển sang màu nó đỏ lên thì là chúng ta sẽ đáp này. Cái đấy như liên quân cũng như vậy, nó sẽ cũng như vậy thôi. Cái này thì nó phù hợp với rất nhiều loại game mà nó có đá online thì anh em sử dụng cái cách này thì nó đều được hết. Thì cách này là gì? Cái cách này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé. Cũng anh em tiếp tục tải cho mình cái app về. Cái app này thì là nó sẽ không có ở trên cửa hàng Play. Thì anh em phải tải theo cái link của mình ở dưới. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Anh em tích vào cho mình cái phần Ping Gamer này. Đấy, Ping Gamer. Ping Gamer nghĩa là chủ cái này là app giảm ping, giảm cái độ lag ở trong các trò chơi cho các gamer. Đấy, anh em chọn cái một, cái hai cũng được, cái nào cũng được. Rồi anh em sẽ bấm vào phần đây. Bấm vào cái phần bật lên, anh em bấm turn on. Turn on nghĩa là chúng ta đã bật lên rồi. Đấy, nó on là nó bật lên rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game thôi và chiến bình thường rồi nhá. Vào game này. Đây, để mình sẽ cho anh em thấy sự jumping nó ổn định như thế nào. Chiến thử một trận đấu đá online nhá. Mình sẽ vào mình minh họa một trận. Để chứng minh là mình sẽ không nói điêu anh em gì cả. Đấy, mình sẽ chiến đấu luôn. Anh em nhìn thấy vào nó rất là mượt mà luôn, ping màu xanh ổn định từ nãy luôn anh em. Anh em để ý cái đây, để ý cái phần góc này nhá, phần ping đấy. Đỡ cột sóng thì nó vẫn ở nguyên vạch xanh từ nãy mà không bị giật lag một tí nào nhá. Anh em thì đá nó rất mượt mà không? Đấy, rất là mượt mà,
anh em không đến một hiện tượng giật lag nào đến từ cái game này. Đấy, mày đá mà gì thua một bàn rồi này, mày quá, thủ thành rất là tốt. Đấy, hiện tại thì cũng không gặp một cái vấn đề nào đáng chú ý về cái phần theo cách hướng dẫn của mình cả nhá. Cái app này thì thực sự là rất là an toàn, thì mình sẽ để link ở phần mô tả nhá, anh em có thể vào anh em tải cái app này về. Úi giời, đã vào rồi. Thì nó chỉ có vậy thôi. Nếu mà anh em mà thấy những cái cách hướng dẫn của mình hay thì anh em hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và chia sẻ được với mình để mình có thể là tạo ra những video hay hơn cho anh em. Thì đến đây video mình cũng xin kết thúc. Anh em thấy video mình hay thì like, chia sẻ, đăng ký nhá. Và anh em nào muốn mua ạc và cài vào cho nền Big Soccer 2020 thì anh em cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ giải đáp hết thắc mắc của anh em và mình sẽ tạo cho anh em những cái ạc ngon nhất. Và bây giờ thì mình bye bye anh em, chúc anh em xem video mình thật là vui vẻ. Bye bye.